Thanh niên Trung Quốc quyết tâm đến tận nơi lạc hậu nhất Việt Nam để xem họ nghèo đến mức nào và cải cách. Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Netizen React. Các bạn thân mến, một đất nước bị đô hộ hơn cả ngàn năm lịch sử, lại từng làm miếng mồi ngon của nhiều cường quốc trên thế giới. Khó khăn nào, gian khổ nào cũng trải qua. Vì quá khứ như thế nên nhiều người Trung Quốc mặc định rằng Việt Nam rất nghèo lại còn lạc hậu. Tin đồn này tràn lan trên mạng xã hội xứ Trung, đến nỗi hỏi 10 người thì phải đến 9 người khẳng định Việt Nam thuộc top siêu nghèo của thế giới. Nhưng bên cạnh đó, một số người Trung từng có dịp sang Việt Nam trở về thì họ lại nói rằng Việt Nam cũng rất gì và này nọ, cũng phát triển không thua kém chi ai, không hề nghèo đói như nhiều người vẫn nói. 9 người 10 ý, thế là có một thanh niên người Trung Quốc đã quyết tâm lên đường sang Việt Nam, đến một nơi được cho là lạc hậu nhất Việt Nam để xem có đúng như những gì dân tình đồn thổi hay không. Trước mắt anh bạn này là những ngôi nhà cực kỳ khang trang, toàn là những ngôi nhà 2-3 tầng. Nhìn là thấy không hề nghèo một chút nào. Anh còn ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình. Vì người ta nói Việt Nam nghèo như vậy, sao có thể có một vùng nông thôn tốt như thế, thậm chí còn tốt hơn 90% nông thôn của Trung Quốc. Đi sâu vào chút đến những khu vực thiếu thốn hơn, đúng là ở đây những căn nhà không rộng rãi và khang trang bằng phía ngoài, nhưng nhìn chung thì cũng không đến mức phóng đại như nhiều người vẫn nói. Ở đây tuy người dân chỉ sống trong những ngôi nhà cấp 4, nhưng nhà nào nhà nấy đều kiên cố, chắc chắn, che mưa che gió, vô tư. Hơn thế nữa, mỗi nhà dường như đều có khu vực nuôi vật nuôi, gia súc gia cầm, rất có cơ ngơi chứ không tầm thường một xíu nào đâu nha. Anh bạn này còn nói thêm, những hình ảnh mà người ta đăng trên mạng để nói Việt Nam nghèo thế này, lạc hậu thế kia, thì đó là thông tin của 20 năm trước rồi. Còn bây giờ thời thế đã đổi thay, đất nước nào cũng đang phát triển, không chỉ có mỗi Trung Quốc phát triển mà Việt Nam cũng thế. Trước những chia sẻ chân thành và hết sức khách quan của thanh niên này, nhiều cư dân mạng cũng không giấu nổi sự tò mò khi thấy cảnh quan ở nông thôn Việt Nam. Hãy cùng xem bọn họ đã nói những gì nhé! Đã từng đến Lào Cai, nơi được xem là vùng khó khăn của Việt Nam, nhưng thực tế thì người dân không nghèo như mọi người vẫn tưởng đâu. Tuy các làng ở đây khá nhỏ, không so được với Trung Quốc, nhưng cuộc sống rất khá. Như thế này mà còn bị nói là nghèo thì tôi không biết tiêu chuẩn giàu của các bạn nó cao đến mức độ nào. Nghèo kiểu gì mà nhà toàn 2-3 tầng, nghèo thế tôi cũng muốn nghèo nè. Đây trông giống khu cho người giàu ở hơn là một nơi lạc hậu như lời bạn nói. Nông thôn này chắc là vùng nông thôn tốt nhất của Việt Nam chứ chẳng có vẻ gì là lạc hậu nhất cả. Vì trong video, hình ảnh nông thôn đó quá sạch sẽ và ngăn nắp. Chắc vì nhìn nhà cửa mà các bạn nghĩ người Việt Nam nghèo, nhưng thời đại bây giờ người ta không còn quá trau chuốt nhà ở đâu, miễn kiên cố là đủ rồi, bọn họ chủ yếu dùng tiền để mua vàng hay bỏ vào ngân hàng để trữ tài sản. Haha, lạc hậu kiểu gì mà nhà ở trông còn đẹp hơn ở Trung Quốc thế? Như thế này có ai nghĩ là nông thôn đâu cơ chứ? Những ai nghĩ Việt Nam lạc hậu thì đó là thông tin cách đây 20 năm, Việt Nam bây giờ phát triển trên nhiều lĩnh vực, kể cả nông nghiệp cũng có nhiều thành tựu đáng kể. Lần sau, nếu ai định đến Việt Nam để kiểm chứng độ giàu nghèo thì nhớ kêu tôi đi với nha. Tôi sẽ đưa các bạn đến những nơi giải trí mà có khi giới nhà giàu Trung Quốc còn chưa biết đến bao giờ. Nói sợ mọi người tự ti, chứ có nhiều cái Việt Nam hơn hẳn Trung Quốc đó nha. Mỗi nhà ở nông thôn đều có khu vực nuôi gia cầm, gia súc. Dù nhà có không đẹp thì bọn họ vẫn không lo chuyện ăn uống. Đó là còn chưa kể những nhà có ruộng vườn nữa đó nha. Việt Nam đã nhận được khá nhiều tiền đầu tư từ các nước khác nhau. Vốn dĩ Việt Nam phát triển chính ở nông nghiệp nên họ không nghèo nữa rồi. Ở nhiều vùng quê Trung Quốc cũng đâu có giàu có gì lắm đâu mà chê bai người khác, có những nơi còn lạc hậu hơn cả Việt Nam cơ. Tôi từng đến các vùng núi ở Việt Nam, ở đây người dân ăn mặc thời thượng, bọn họ còn sử dụng toàn đồ đắt tiền, không hề nghèo như các bạn nghĩ đâu nha. Nông thôn Việt Nam không còn như 20 năm trước, tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng hóa ra không chỉ có mỗi đất nước chúng ta là phát triển, mà các nước xung quanh cũng đang phát triển, nơi mà bạn nói nghèo và lạc hậu nhất Việt Nam thật ra không nghèo một chút nào. Làng quê Việt Nam là quê hương, là nơi mà con người luôn muốn được sinh sống. Các vùng nông thôn của Trung Quốc là nhà cũ, là nơi cuối cùng mọi người sẽ rời đi. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa nông thôn Trung Quốc và Việt Nam. Những thành phố giàu nhất thế giới đều được tìm thấy ở Trung Quốc và những ngôi làng nghèo nhất thế giới cũng được tìm thấy ở Trung Quốc. Nhiều nơi ở Trung Quốc không bằng Việt Nam, bạn có thể tận mắt chứng kiến Việt Nam cởi mở và nhận được nhiều sự hỗ trợ của quốc tế, là điều tốt để phát triển trong tương lai, trong khi Trung Quốc thì lại bị nhiều nước ghét bỏ. Người Trung Quốc thích nhìn người khác nghèo và cảm thấy rất hài lòng, trong khi thực tế thì Việt Nam không thua kém gì nước ta, nhiều mặt thậm chí còn vượt trội hơn cơ. Ôi, như thế này mà là lạc hậu á, đùa gì vậy? Có nhiều nơi ở Trung Quốc mà nói đâu xa, làng ở quê tôi nè, còn lạc hậu hơn cả nơi mà bạn đang quay trong video nữa cơ. Hóa ra khái niệm lạc hậu của chúng ta khác nhau thật. Lạc hậu mà được sống trong ngôi nhà khang trang như thế thì tôi cũng muốn lạc hậu một lần cho biết. Không khí ở nông thôn Việt Nam tuyệt lắm nha, chỉ số hạnh phúc của bọn họ cao lắm. Môi trường xanh rất thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe của bạn. Việt Nam bây giờ giàu thật, nhà Việt Nam cũng đẹp hơn nhà của Trung Quốc. Nhiều nhà ở thành phố Trung Quốc có khi còn không bằng được đâu. Mà nghe bảo ở nông thôn Việt Nam thì toàn đại gia ở, bọn họ chủ yếu xây nhà để nghỉ dưỡng.
tôi đã từng đến vùng nghèo nhất Việt Nam ở phía Bắc Việt Nam thì phải. Cuộc sống của người dân còn khó khăn nhưng không phải theo kiểu siêu nghèo đâu. Bọn họ vẫn phát triển nông nghiệp, có thể tự cung tự cấp khá tốt. Tại sao người Trung Quốc cứ cố gắng tìm cách chứng minh người Việt Nam đang rất nghèo khổ nhỉ? Mọi người đang tìm kiếm cảm giác thành tựu gì thế? Nếu người ta phát triển thì mình cứ công nhận và tự mình phát triển mình, tội gì cứ phải moi móc người khác. Gia đình tôi đã ở Việt Nam được 13 năm và mọi thứ đã thay đổi đáng kể từ 5 năm trước. Đã lâu rồi bạn không xem TV rồi đúng không? Nên cứ nghĩ Việt Nam còn nghèo. Những gì truyền thông Trung Quốc cố gắng đưa tin là Trung Quốc rất giàu, còn những nơi khác thì nghèo đói. Mọi người nhất định phải đến tận nơi để kiểm chứng. Đừng nghe những gì trên mạng nói, không hẳn là đúng đâu nhé. Đến các vùng núi phía Bắc Việt Nam thì đúng là cuộc sống có khó khăn hơn các vùng đồng bằng ở phía Nam. Nhưng nhìn chung thì đời sống cũng không đến nỗi nào, có một chút bất tiện nhưng không hề lạc hậu đâu. Việt Nam bây giờ khác xưa lắm, bọn họ liên tục đón sóng đầu tư từ nước ngoài. Nhiều quốc gia thì nhau đổ vốn về Việt Nam để xây dựng cái này, cải thiện cái kia. Cuộc sống của người dân không hề tệ đâu nhé, có khi còn tốt hơn vài khu vực ở Trung Quốc nữa cơ. Việt Nam ngày càng phát triển, Trung Quốc thì ngày càng chủ quan, chúng ta luôn nghĩ ai nghèo hơn mình, ai lạc hậu hơn mình và lấy đó làm niềm vui, trong khi không chịu tự phát triển mình để kéo dài khoảng cách chênh lệch. Việt Nam chắc chắn không còn nghèo nữa và đã phát triển nhanh chóng trong 10 năm qua. Nơi nghèo của Việt Nam này giàu hơn quê hương tôi rất nhiều. Quê tôi bây giờ chỉ có những con đường xi măng rộng 2 mét, ô tô không thể đi qua. Ngoài ra không có gì khác, quận nhỏ của chúng tôi rất nghèo. Nông thôn Việt Nam khá hơn nông thôn Trung Quốc. Có thể bọn họ không quá giàu có theo kiểu ở biệt thự đi xe sang, nhưng tuyệt nhiên không nghèo cũng không lạc hậu xíu nào. Tôi cũng không thể phán xét được, nghe ai nói cũng không bằng tự mình đến Việt Nam và tự mình xem. Nhưng bạn có chắc mình đã đến nơi nghèo nhất không? Nhà cửa như thế mà bảo là nghèo thì tôi cũng cạn lời. Tôi không thể nói đó là nơi nghèo nhất, tôi chỉ có thể nói đó là khu vực nghèo nhất. Nhưng trong khu vực nghèo cũng có nhiều nơi giàu mà đúng không? Việt Nam phát triển tương đối đồng đều, miền Nam sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Bạn tôi ở Việt Nam làm việc 3 năm và kiếm được khá nhiều tiền đó. Việt Nam giàu hơn Quảng Tây, những nơi nghèo ở Trung Quốc thậm chí còn nghèo hơn Việt Nam. Ở nhiều thị trấn nhỏ của Việt Nam, bạn có thể thấy ô tô đậu cạnh bất kỳ ngôi làng nào, cũng có rất nhiều xe ô tô chạy trên đường mọi lúc. Tôi đã từng đến Việt Nam và cảm thấy các bạn trẻ không hề có áp lực, rất thoải mái, ánh mắt hiếm khi lạnh lùng, mọi người đều rất thoải mái, nhẹ nhàng với nhau. Nhiều người Trung Quốc luôn hình dung về Việt Nam như một đất nước chạm đáy của cái nghèo và sự lạc hậu. Họ nghĩ dòng thời gian của Việt Nam đang dừng lại ở những năm 1900 hồi đó, nên cái gì cũng thiếu thốn, cái gì cũng lạc hậu. Mà cũng may, nhờ những thanh niên tò mò như anh chàng kể trên đến tận Việt Nam để kiểm chứng nên nhiều người mới bớt hiểu lầm về Việt Nam của chúng ta, đúng không các bạn? Và đó cũng là nội dung chính của video ngày hôm nay. Nếu bạn thích video này thì hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông theo dõi để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.